Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Allo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, các chính sách giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 105 đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Về cơ bản, những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt đã và đang được xem xét giải quyết. Cán bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, để có thể tiếp cận được những chính sách này thì bản thân mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã hay hộ kinh doanh cũng cần phải chủ động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ để có thể đủ điều kiện nhận được nguồn hỗ trợ. Những phân tích chia sẻ của tiến sĩ Phạm Tiến Dũng, chuyên gia phân tích chính sách công đến từ Economy Việt Nam sau đây sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Phạm Tiến Dũng đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Thưa ông, để có thể tiếp cận được những chính sách hỗ trợ từ chính phủ, từ nhà nước, thì doanh nghiệp cần đáp ứng được những yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã hay hộ kinh doanh thì đây cũng là một khó khăn. Vậy, ông có thể đưa ra những tư vấn giúp doanh nghiệp họ có thể tìm hiểu từ các nguồn, các kênh thông tin chính thống nào được không ạ? Hiện nay, việc phổ biến các chủ trương chính sách ở cấp trung ương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin của chính phủ và bộ ngành đã đầy đủ. Tuy nhiên, hầu hết các chủ trương chính sách cần được cụ thể hóa bởi các quy định và cơ chế thực hiện cụ thể của các cơ quan chức năng, các địa phương, các tổ chức tài chính, ngân hàng. Công việc này cần phải được thực hiện nhanh chóng và kịp thời, đồng thời phổ biến đến các đối tượng doanh nghiệp thụ hưởng một cách đầy đủ. Bên cạnh thông tin, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh còn thiếu kỹ năng để thực hiện các quy định, các thủ tục nhằm đạt được các hỗ trợ của nhà nước. Do đó, các cơ quan chức năng, các địa phương, các tổ chức tài chính ngân hàng nên có hình thức hỗ trợ cầm tay chỉ việc cho các doanh nghiệp hoặc cung cấp các bài hướng dẫn thực hiện thủ tục phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và qua hiệp hội doanh nghiệp. Vâng, ngoài việc trông chờ vào những hỗ trợ từ chính phủ thì để có thể vượt qua đến những khó khăn hiện nay, bản thân mỗi doanh nghiệp, các hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng sẽ cần phải chủ động như thế nào ạ, thưa ông? Một là số hóa các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử, chăm sóc và tìm kiếm khách hàng, họp và làm việc trên môi trường mạng. Thứ hai là chuẩn bị và thực hiện các phương án khi sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, ví dụ áp dụng những cái mô hình ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, vân vân. Tối ưu hóa chi phí bằng những cái hoạt động như là đàm phán để hoãn thanh toán, giảm chi phí thuê mặt bằng, đóng cửa bớt một số cơ sở không thể giảm chi phí, cắt giảm bớt một số các bộ phận không hiệu quả và tích hợp các bộ phận để giảm chi phí chung. Các doanh nghiệp cũng cần kiểm soát và tăng cường tối ưu hóa dòng tiền bằng cách tận dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước về mặt tài chính, tận dụng các ưu đãi về thuế. Thậm chí một trong các biện pháp có thể thực hiện để tối ưu hóa dòng tiền là có thể bán bớt tài sản, dừng các mảng kinh doanh thua lỗ hoặc đàm phán với các ngân hàng tổ chức tín dụng để tìm nguồn tín dụng có giá rẻ hơn. Và cuối cùng, đối với vật tư, các doanh nghiệp nên tìm kiếm các nguồn vật tư thay thế cho những cái loại vật tư mà bị gián đoạn cung ứng hoặc là tăng giá do đại dịch. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của ông Phạm Tiến Dũng đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.